em lúc này đây em ơi. Em ơi thương em bao nhiêu để chị lại thương mẹ già bấy nhiêu. Cường em ơi, em đi đâu em bỏ mẹ già, em bỏ chị em ơi. Em ơi em không ở để báo hiếu cho mẹ, em lại đi đâu đi này. Cường em ơi, hỡi em ơi, Cường em ơi, em ra đi từ nay không hẹn ngày về, để cho chị Khang ngập mình ngồi. Chị đau xót đi ngập mình ngồi, nay mất em mà rồi. Ơi hỡi em mẹ ơi, ra đi em mẹ ơi, em linh thiêng đi đồ chị, cho chị Khang nghe trên đời, cho chị Khang nghe trên đời luôn mạnh khỏe em mi ơi. Cường em ơi, chị Khang ở sân Tây có đôi lời xin vĩnh biệt hồn em. Tin đi gia đình tôi nở hưng nở nguyệt là tình cảm thông gia với ông đây, để bọn thành tâm chúng tôi dâng về. Ông Cường ơi, ông ơi chẳng còn có ông để tay bắt mặt mừng chén nước ấm trà tình thông gia. Ngày hôm nay đây nhận được tin ông đã qua đời, để bọn thành tâm bồng hoa thắp dâng về thắp viếng ông đây. Ông Cường ơi, thấm thoát trôi đi trời đã tôi rồi. Tình nghề cảm thông ra nên cửa tới nhà thắp mi nén nhang trầm mi tình nghĩa ông bà già. Ông Cường ơi, tình nghĩa thông gia chung con chung cháu một nhà. Ông ơi, ngày hôm nay nhận được tin ông đã qua đời, ông Cường ơi, tình cảm thông gia về với ông trong buổi tối đi biệt cuối cùng này. Ông Cường ơi, từ đấy mỗi khi có công to việc lớn ở đời, em xuống cửa xuống nhà thì còn nữa ông đâu. Ngày hôm nay nhận được tin các cháu báo rằng bố mẹ ơi, bố mẹ con ở dưới nhà, nay bố con đã qua đời, nhắm mắt xuôi tay. Ơi, hỡi ông ơi, nén tâm nhang nghi tình thông gia em đi đã. Chúc ông ra đi suối vàng nghề, an giấc ngủ ông độ trì, tình thông ra ở trên đời em luôn được bình yên.
lễ viếng thành tâm của tình cảm thông gia nay trở về thắp nén hương thơm để cầu chúc cho ông nơi suối vàng án giấc ngủ. Biệt ông thông gia kính mời. Nay nhận được tin cháu đã qua đời, con ơi từ xa xôi Ninh Bình ở Thái Bình về với cháu đây thắp nén tâm nhang đau xót trong mi lòng. Tôi hỏi hưởng ơi các nghi cầu các nghi mở cùng các em đi trước tình nghi hà giang. Tôi hưởng ơi ở xa xôi Linh Ca Bình nhỉ, rồi ở Thái Bình nay đã trở về với cháu rồi đây. Đoàn nhạc thiếu truyền dòng tình cảm cho chị là chị Khang, chị ở tận Sơn Tây. Cường em ơi, chị là chị Khang, có đôi lời chị gọi em về. Em đi, em bỏ mẹ già, kính mời các bác ra bàn uống nước, gia đình xin chân thành và cảm ơn. Ôi, chị Khang ở Sơn Tây, chị khóc rồi đôi.